Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 185/TTGCN ngày 9 tháng 2 năm 2021 về việc rà soát các vấn đề liên quan đến phát triển điện mặt trời. Ngày 8 tháng 3 năm 2021, Bộ Công Thương đã có công văn hỏa tốc đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẩn trương thực hiện rà soát tổng hợp về vấn đề này. Theo đó, Bộ Công Thương đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN tổng hợp các dự án điện mặt trời được hưởng giá bán điện theo quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 6 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo các tổng công ty điện lực, đơn vị điện lực tỉnh lập danh sách đối với các hệ thống điện mặt trời mái nhà có quy mô công suất từ 100 kWp trở lên đã đi vào vận hành, được áp dụng giá bán điện quy định tại quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 6 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, xác nhận các hệ thống điện mặt trời mái nhà đảm bảo tuân thủ quy định về phát triển, đấu nối, công nhận ngày vận hành, ký hợp đồng mua bán điện và các quy định khác của pháp luật trong lĩnh vực điện lực, có văn bản gửi Sở Công Thương trên địa bàn tỉnh trước ngày 11 tháng 3 năm 2021 để cung cấp danh sách hệ thống điện mặt trời mái nhà để tổng hợp. Trên cơ sở danh sách điện mặt trời mái nhà nêu trên, tổng hợp điện mặt trời mái nhà trên toàn quốc, nghiên cứu đề xuất giải pháp vận hành có hiệu quả nhằm hạn chế tối đa việc cắt giảm nguồn điện mặt trời đã đưa vào vận hành, hạn chế tối đa thiệt hại kinh tế của các nhà đầu tư, EVN cử đại diện tham gia đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương để thực hiện kiểm tra về phát triển điện mặt trời, đặc biệt điện mặt trời mái nhà trong thời gian vừa qua, đồng thời báo cáo Bộ Công Thương các nội dung nêu trên trước ngày 12 tháng 3 năm 2021. Đối với Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, giao đơn vị chủ trì, phối hợp với các sở ban ngành có liên quan để rà soát, đánh giá điện mặt trời mái nhà theo quy định của pháp luật hiện hành và thẩm quyền của địa phương, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại văn bản số 185/TTGCN ngày 9 tháng 2 năm 2021, tổng hợp phát triển điện mặt trời trên địa bàn tỉnh, bao gồm dự án điện mặt trời mặt đất nối lưới và điện mặt trời mái nhà có quy mô công suất từ 100 kWp trở lên, cử đại diện tham gia đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương để thực hiện kiểm tra về phát triển điện mặt trời, đặc biệt là điện mặt trời mái nhà trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, Bộ Công Thương cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam gửi văn bản đến Bộ Công Thương để xem xét, phối hợp và giải quyết. Trước đó, ngày 5 tháng 3, Bộ Công Thương đã có quyết định số 795 thành lập đoàn kiểm tra về phát triển điện mặt trời. Theo quyết định này, đoàn sẽ tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện phát triển điện mặt trời, bao gồm điện mặt trời mặt đất nối lưới, điện mặt trời mái nhà trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ tháng 7 năm 2019 đến hết năm 2020. Thời gian kiểm tra tối đa là 4 ngày đối với mỗi tỉnh thành.